Số 310, Kinh Đại Bảo Tích quyển 61. Hán dịch đời Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư, Na Liên Đề Gia Xá. Pháp hội 16, Bồ Tát Thấy Phật, phần 1. Phẩm tựa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại nước Ca Tỳ La Vệ, rừng Ni Cư Đà, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người, đều hội họp, từ các ngài là U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên. Tất cả đều là Đại A-La-Hán, các lậu đã hết không còn phiền não, tâm tự tại, tâm thiện giải thoát, tệ thiện giải thoát. Như Đại Long Tượng, chỗ làm đã xong, đều bỏ cái nặng đến được tự lợi, hết các kết xử. Ở trong chánh giáo tâm được thiện giải, nơi tất cả Pháp, tâm không chỗ ngại, đến nơi bờ kia, tự được giải thoát và giải thoát quyến thuộc, tự được điều phục và điều phục quyến thuộc, tự được tịch định và tịch định quyến thuộc, tự được độ thoát và độ thoát quyến thuộc, tự đến bờ kia và làm quyến thuộc đến bờ, tự đến lục địa và làm quyến thuộc đến lục địa, tự được an ổn và an ổn quyến thuộc, tự được tịch diệt và tịch diệt quyến thuộc, tự phá phiền não và phá phiền não cho quyến thuộc, tự được sa môn và sa môn quyến thuộc, tự được dứt ác và dứt ác cho quyến thuộc, tự được bà la môn và bà la môn quyến thuộc, tự trừ ác pháp và trừ ác pháp cho quyến thuộc, tự biết rõ các pháp và làm quyến thuộc biết rõ, tự mình đắc độ và hay đắc độ cho quyến thuộc, tự độ các đức và làm quyến thuộc độ các đức, tự không phiền não và làm cho quyến thuộc không phiền não, tự lìa năm chi và làm quyến thuộc lìa năm chi, tự được lìa chướng mà làm quyến thuộc lìa chướng, tự được tịnh ý và làm quyến thuộc được tịnh ý, tự được lục thông và làm quyến thuộc lục đủ lục thông, tự lìa ghét yêu giải thoát và làm quyến thuộc lìa ghét yêu giải thoát, tự thủ hộ nhất tâm và làm quyến thuộc thủ hộ nhất tâm, tự niệm môn cụ túc và làm quyến thuộc niệm môn cụ túc, tự y tứ y và làm quyến thuộc y tứ y, tự rời lìa các kiến chấp và làm cho quyến thuộc lìa kiến chấp, tự bỏ các hy vọng và làm cho quyến thuộc bỏ hy vọng, tự được tận hành và làm cho quyến thuộc tận hành, tự được sự việc xong và làm cho quyến thuộc sự việc xong, tự tu và làm cho quyến thuộc tự tu, tự không trược niệm và làm cho quyến thuộc không trược niệm, tự đoạn dứt hữu giác và làm cho quyến thuộc đoạn hữu giác, tự nương thân hành và làm cho quyến thuộc nương thân hành, tự thích bất động và làm quyến thuộc thích bất động, tự tâm thiện giải thoát và làm quyến thuộc tâm thiện giải thoát, tự tuệ thiện giải thoát và làm quyến thuộc tuệ thiện giải thoát, tự được hiền thánh và làm quyến thuộc được hiền thánh. Các bậc như vậy được rời lìa nhánh lá, trừ bỏ lớp da, chỉ có tâm thực kiên cố mà an trụ. Bây giờ Đức Thế Tôn vào lúc cuối đêm ngồi ngoài đất trống, chúng tỳ kheo vây quanh bốn mặt. Đức Thế Tôn quan sát chúng tỳ kheo rồi bảo: các ông hãy tìm một người có thể đến giáo hóa vua Tịnh Phạn. Tuệ Mạng A Nhã Kiều Trần Như đứng dậy đỡ vai áo bên phải, gối phải chấm sát đất chắp tay làm lễ rồi bạch Phật: bạch Thế Tôn, con đến giáo hóa vua Tịnh Phạn được chăng? Đức Phật nói: thôi, này Kiều Trần Như, nay ông đầy đủ đức của bậc đại sư, chẳng nên đến đó. Các vị Tuệ Mạng Bà Sáp Mô, Gia Du Đà, U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên đều lần lượt bạch Phật: bạch Thế Tôn, con có thể đến giáo hóa vua Tịnh Phạn. Đức Phật nói: thôi, các ông đều đầy đủ pháp tôn trọng của bậc đại sư, chẳng nên đến đó giáo hóa. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên tự nghĩ: này Đức Thế Tôn, muốn ai đến giáo hóa vua Tịnh Phạn? Nghĩ xong, liền nhập vào tam muội, dùng sức tam muội trang nghiêm tâm mình, liền thấy được ý của Phật muốn Tuệ Mạng Ca Lô Đại Di đến giáo hóa vua Tịnh Phạn. Ví như trong cửa sổ lầu khác nhiều rừng, ánh sáng mặt trời chiếu vào vách phía tây, Đại Mục Kiền Liên thấy tâm của Phật chuyên ở Ca Lô Đại Di, muốn bảo đi giáo hóa cha mình cũng như vậy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên xuất định đến chỗ tôn giả Ca Lô Đại Di mà nói rằng: tâm niệm của Thế Tôn biết tôn giả có thể giáo hóa vua Tịnh Phạn, hãy nên phát đại dũng mãnh mau đến giáo hóa. Tôn giả Ca Lô Đại Di nói: thứ dân còn khó giáo hóa huống là vua của một nước. Vì sao? Đại vương dòng Sát Lợi Quán Đỉnh có sức tự tại khó giáo hóa được. Ví như chứa hộp củi khô hoặc 2 năm, 3 năm đến ngàn năm. Củi tích chứa lâu năm như vậy rất là khô ráo. Bây giờ có người phóng hỏa đốt thành ngọn lửa lớn. Thưa tôn giả Đại Mục Kiền Liên, khối lửa ấy không có lớn chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: rất lớn.
Tôn giả Ca Lu Đà Chi nói, nếu lại có người đem vô lượng dầu tô tưới vào, khối lửa ấy có thêm mạnh chăng? Tôn giả Đà Mục Kiền Liên nói, càng thành hơn gấp bội. Tôn giả Ca Lu Đà Chi nói, có thể đến gần khối lửa ấy chăng? Tôn giả Đà Mục Kiền Liên nói, khó gần được. Tôn giả Ca Lu Đà Chi nói, đại vương dòng sát lợi quán định ấy khó có thể giáo hóa, khó đến gần được cũng như vậy. Thưa Tôn giả Đà Mục Kiền Liên, ví như ngà của voi cuồng có nên đụng chạm được chăng? Tôn giả Đà Mục Kiền Liên nói, chẳng nên đụng chạm. Tôn giả Ca Lu Đà Chi nói, đại vương dòng sát lợi quán định khó giáo hóa được cũng như vậy. Tôn giả Đà Mục Kiền Liên nói, tâm niệm Đức Thế Tôn biết Tôn giả có khả năng đến giáo hóa vô tình phạn vậy. Tôn giả Ca Lu Đà Chi nói, có thực Đức Thế Tôn nghĩ rằng tôi có khả năng đến giáo hóa vô tình phạn chăng? Tôn giả Đà Mục Kiền Liên nói, Đức Thế Tôn thực nghĩ đến, cho rằng Tôn giả có khả năng giáo hóa được phụ vương. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ca Lu Đà Chi, ông nên vào thành giáo hóa, chỉ có Phật và ông là có thể giáo hóa được vô tình phạn thôi. Này Ca Lu Đà Chi, trong hàng thanh văn đệ tử Phật, ông là người có khả năng đệ nhất về việc giáo hóa các ấp tụ lạc. Đức Thế Tôn liền nói kệ tụng bảo Ca Lu Đà Chi, lắng nghe U Đà Chi, ông hay giáo hóa giỏi, quyết khiến dòng thích mừng. Đến hóa vua tối thắng, lúc vua được tỏ ngộ lợi ích hàng trời người, quyết được đến bờ kia, ông nên mau đến hóa. Vua tịnh phạn dòng thích, nay lòng hờn loạn trượt, niệm tuệ chẳng hiện hành, dường như rất cao ngạo, luyến tiếc nơi ngôi cao, tâm tuệ mê mất hết. Như người buông mất vốn, với nhiều sinh khổ, với nhớ sinh khổ nhiều, như trời mất cung điện, luyến nhớ năm dục lạc, chưa biết Phật chánh pháp, buồn rầu rất não loạn. Tự nghĩ mất bảy báu và bốn cấp nhân gian, nhớ đến ngôi thánh vương, miệng thốt lời phi pháp. Có lúc vua buồn loạn, chẳng biết mình và người, như quỷ đoạt tinh hồn, nắm giữ lấy thân người, như tại núi Ke La, tất cả không chỗ thấy, não hận ấy che chướng, nên thấy lại chẳng thấy, cũng như ngủ mê chết, tâm mình chẳng tự biết, bị lo hờn mê chướng, vua chẳng biết tự mình. Như người vợ chết chồng, buồn khóc sinh lo khổ, nay vua si não loạn, buồn thương sinh khổ lớn, ông có phương tiện giỏi, giáo hóa vua tịnh phạn, xô ngã cờ tài mạng, kiến lập đèn chánh pháp, không còn ai hóa được. Tịnh phạn đại phương kia, chưa có U Đà Chi tổ chức từng đồng hành. U Đà Chi nên biết, từng có đại quốc vương tên là Tăng Trưởng Thực, danh tiếng chấn mười phương, như pháp làm quốc vương, tất cả đều quy hóa, dùng chánh pháp trị dân, thống lãnh bốn thiên hạ, trong ấy đầy thành ấp, vườn tược bông trái thơm, nhiều những chúng hiền thánh, không có người tạp ác. Rừng tốt rất trù mật, đất sạch không gai góc, rất nhiều thứ tịnh diệu, ao hoa trang nghiêm đẹp. Nhân dân rất đông giàu, bỏ ác ăn ở lành, đóng các cửa ác thú, quyết lên thiên đạo tốt. Xưa vua ấy có con, từng cúng dường nhiều Phật, ta đủ các căn lành, tròn đầy những công đức, tên là Diệu Kiên Tuệ, được nhiều người hầu hạ. Thường thấy lỗi năm dục, bỏ nhà ưa nhàn tịnh. Phụ vương bảo vương tử, có nên thọ năm dục, thể nữ tự vui chơi, ở cung điện báu đẹp, cha sắm sửa cho con. Đồ chơi không hề thiếu, sao con chẳng thọ vui? Con nên nói ý con, biết các loài lành tốt, trong cung báu của con, gái đẹp thường phải quanh, cảnh tốt rất đáng vui. Chư tiên nhân ở rừng, con bỏ trở về nhà, thọ các vui nữ sắc, huống con không thiếu thốn. Chúng thể nữ vây quanh, vua quan đều tùy tùng, cung điện như thiên cung, nên thọ năm chục lạc. Cung nữ rất đẹp xinh, chẳng khác gì thiên nữ, múa ca đánh nhạc hay, có thể vui tùy ý. Mắt như lá ưu ba, môi đỏ như ngậm son, mặt tròn, mày rộng đen, trán bằng cổ cao ngấn, tay thẳng đầy tròn trịa, đẹp như vòi tượng vương, bàn tay màu hoa sen, ngón tròn góc mềm đẹp. Lưỡi mỏng rộng đỏ hồng, lời hay như cam lộ, răng trắng trong kính đều, chuỗi ngọc y phục báu. Rốn sâu chẳng hiện bụng, lưng như chày kim cang,
vé đùi mềm tròn thẳng, không khác đùi nai chúa, bước đi như ngỗng chúa, thể đều nhìn ngó con. Tuổi trai tráng đáng yêu, có thể nối dòng dõi, con và các người đẹp như hoa xuân nở tốt, trai tráng, tuổi chưa già, phải mau theo dục lạc. Kiên tuệ bạch phụ vương, cha nói phi chánh lý, nếu có lời đúng pháp, truyền bảo chẳng dám trái. Nay cha nghe con nói, lời lành và chân thật, cho đến trong giấc mơ, chẳng có ý tưởng dục. Nay lời nói của cha, người trí chẳng bằng lòng, kẻ ngu thích dục lạc, người sáng thì thường nhàm, sao có người mắt sáng, khen người mù dẫn đường. Đâu có người trên bờ lại thích bị chìm đắm, đâu có người giải thoát mà lại ưa ngục tù, đâu có người an lạc lại khen tặng sự khổ. Ý con xem phụ vương, như kẻ mù chìm ngục, như mộng thọ năm dục, lại bị dục nhận chìm. Phụ vương như đuôi mù, mắt con sáng thấy rõ, cha bị dục cuốn trôi, nơi con rất nhàm chán. Dục như chén thuốc độc, cũng như đầu rắn độc, như mũi đao gươm bén, cũng như khối lửa lớn. Lúc vua quan khuyên bảo, Kiên Tuệ đều chẳng nghe, bỏ cha và đất nước, rời dục mà xuất gia, như rắn lột da cũ, cũng như bỏ mũi giải, rời xa những lỗi ác, chỉ hy vọng xuất gia. Lúc Kiên Tuệ bỏ dục, có một quan chức trẻ, người ấy tên Nguyệt Thí, bỏ nhà theo Kiên Tuệ, đồng tử xuất gia rồi, và cùng quan trẻ kia thành tựu bốn phạm trụ, đầy đủ năm thần thông, thấy rõ lỗi năm dục, siêu tuyệt nơi dục giới, chuyển chánh diệu pháp luân, sinh thẳng lên phạm thiên. Đồng tử xuất gia rồi, phụ vương lòng ghét giận. Nguyệt Thí đến chỗ vua, giáo hóa cho vui mừng. Ưu Đạt Di nên biết, thuở xưa kia Kiên Tuệ rời xa nơi năm dục, đây chính là thân ta. Ưu Đạt Di nên biết, vua Tăng Thực xưa kia đâu phải ai xa lạ là vua Tịnh Phạn vậy. Ưu Đạt Di nên biết, người theo ta xuất gia, Nguyệt Thí là thân ông, đã từng hóa Tăng Thực. Thế nên Ưu Đạt Di, nay nên hóa phụ vương, quyết có lợi ích lớn, vì xưa đại giáo hóa. Tôn giả Ưu Đạt Di nghe lời dạy của Phật, liền im lặng lãnh nhận. Lúc đó Tôn giả Ưu Đạt Di qua đêm đến sáng, vào giờ khất thực đắp y mang bát đi vào thành Ca Tỳ La. Có hơn ngàn người dòng Thích Ca tập hợp tại vương môn đều có chỗ cần. Vua Tịnh Phạn nghe Đức Phật Như Lai đến thành Ca Tỳ La tại rừng Ni Cư, liền sinh lòng hờn tự nghĩ, đứa con ấy xuất gia chối bỏ chủng tộc giàu sang ta. Nếu nó ở nhà sẽ nối ngôi Kim Luân cai trị bốn thiên hạ, thống lãnh đúng pháp, nhân dân không nghịch mạng, đầy đủ bảy thứ báu như xe báu, vua báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, thần chư kho báu, đạo sư báu, ngàn con trai dũng kiện, dung nhan xinh đẹp, có khả năng dẹp cường địch, bảo hộ bốn thiên hạ, chẳng dùng vũ khí ngự trị đất nước, chỉ trị vì đúng pháp tự nhiên thái bình. Ta được làm luân vương, tự tài khoái lạc, họ phải tôn trọng cúng dường cho ta, vì đức con ấy xuất gia, nên những sự đáng lẽ được ấy mà đều mất cả. Vua Tịnh Phạn nghĩ như vậy rồi, truyền cho dòng Thích là tất cả mọi người chẳng được đến chỗ con ta ở, kính tin nghe pháp, nếu có ai phạm sẽ chém đầu. Bây giờ có người dòng Thích tên Hỷ Diện, chẳng ở trong chúng chẳng nghe lệnh vua. Thấy Tôn giả Ưu Đạt Di liền đến cúi đầu thưa, Tôn giả mới đến được bình an chăng? Đức Thế Tôn an vui, ít bệnh, ít não, đi đứng nhẹ nhàng, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu chăng? Tôn giả Ưu Đạt Di báo Hỷ Diện, Đức Như Lai an lạc, ít bệnh, ít não, đi đứng nhanh lẹ, đi đường chẳng mệt, uống ăn chẳng thiếu. Có người dòng Thích tên Thiện Giác thấy Hỷ Diện cùng Tôn giả Ưu Đạt Di tại chỗ vắng nói chuyện, cùng đến thưa, Đại Đức từ xa đến được an lành chăng? Đức Thế Tôn đi đứng an lạc, ít bệnh, ít não, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu chăng? Tôn giả Ưu Đạt Di bảo Thiện Giác, Đức Như Lai thánh ngự an lạc, ít bệnh, ít não, đi đường chẳng ăn chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu. Lại có hai người dòng Tích tên Vô Ưu và Ly Ưu thấy Hỷ Diện và Thiện Giác cùng Ưu Đạt Di
ở chỗ vắng nói chuyện, hai người cùng đến chào đón hỏi thăm như trên, rồi tiếp hỏi. Bạch Đại Đức, Đức Như Lai ở trên đường đi, có sao không thiếu? Tôn giả U Đại Di báo với Vô U và Ly U rằng, do Tứ Thiên Vương, Thiên Đế Thích, Phạm Thiên Vương và Chư Thiên thường đến cúng dường nên chẳng thiếu. Các người dòng thích ấy cùng thưa, Bạch Đại Đức U Đại Di, chúng tôi đều muốn đến chỗ Đức Phật Thế Tôn cúng dường nghe Pháp mà sợ chẳng được. Vì vua Tịnh Phạn có sắc lệnh nghiêm cấm tất cả người dòng thích, nếu ai vi phạm sẽ bị chém đầu. Tôn giả U Đại Di nghe nói bèn nghĩ rằng, đấy là do vua hờn giận, ta phải dùng phương tiện để đến chỗ vua. Nghĩ xong, Tôn giả U Đại Di liền nhập vào tam muội, dùng sức tam muội trang nghiêm tâm mình, lại dùng thần lực bay cao bằng 7 cây đa la, ngồi kiết già trên hư không, để bay đến chỗ vua Tịnh Phạn. Nhà vua ngó thấy, liền rời chỗ ngồi đứng dậy chắp tay cung kính, hướng về U Đại Di mà nói kệ. Đại sư Ca Sa từ đâu đến, thành tựu oai nghi khó thấy được, nếu có cần gì xin nói mau, nay tôi thành tâm quyết phụng cấp. Tôn giả U Đại Di nói kệ trả lời vua, tôi là con của Đại Vương, Đại Vương là tổ phụ của tôi vì Như Lai đi khất thực, được đồ ăn sẽ về dân Phật. Hôm nay Đại Vương được lợi lành, con vua là đấng tối tôn thượng. Oai đức quang minh chiếu mười phương, như trăng rằm mặt trời giữa trưa, như mặt trời giữa ngày không mây, ánh sáng chói chang đều chiếu khắp. Đấng tối thánh con trai phụ vương, oai đức danh tiếng vang mười phương. Dường trăng đêm thu lúc mới mọc, che lấp lửa đón cấp sáng soi. Đấng tối thánh con trai phụ vương, hàng phục ngoại đạo riêng sáng chói, như giữa trưa mặt trời chói chang, tinh tú bị lấn nên chẳng hiện. Đấng tối thắng con trai Đại Vương, hà phục ngoại đạo tự mình sáng, như giữa trưa mặt trời lấn trăng, làm mặt nguyệt mất sáng chẳng hiện. Con trai Đại Vương phục ngoại đạo, như mặt trời sáng làm trăng ẩn, như cầm thú nghe sư tử rống, thủy lục không hành tan về hang, sợ chạy đào tẩu mê phương hướng, vì tiếng sư tử khó chịu đựng. Đại Thánh Như Lai lúc gầm rống, tà ngoại được nghe tiếng vô ngã, dù kẻ vô trí đến hữu đảnh, nghe tiếng vô ngã thấy đều sợ. Giữa trời người kẻ ngu si mù, Như Lai mắt sáng chỉ đường họ, vì họ làm đèn trừ tối tâm, phát khởi trí sáng người cao tột, chánh tà bình đẳng chẳng bình đẳng, dạy bảo thế gian đạo phi đạo, vì người lạc đường chỉ đúng đường. Vì từ bùn dục nhiễm vất ra khỏi, như mây bao phủ khô ao khô cạn, mưa tuôn đầy tràn, ruộng ướt đều, con trai Đại Vương đấng tối thắng, gây dựng mưa pháp tưới trời người, như nước thấm đất và núi sông, côn trâm giống cỏ rừng cây cối, cỏ thuốc, cây cành và dây leo, hoa thơm đua nở khắp núi đẹp, đấng đủ 10 lực, 4 vô ý, đầy đủ 18 pháp bất cộng. Quả nhất thiết trí hoa trang nghiêm, con trai Đại Vương thân vi diệu, như núi Tu Di ở giữa biển, nghiêm tốt bất động, trời tích ở, con trai Đại Vương đấng thiền tuệ. Trong biển Sa Môn tối đệ nhất, đao lợi Thiên Chúa chồng xá chỉ, trong chúng chư thiên kỳ diệu nhất, con trai Đại Vương đấng Thế Tôn, trong chúng Sa Môn kỳ diệu nhất, tiên nói bí áo pháp thầm tâm, dùng điện đại bi chiếu khắp chỗ, Như Lai Long Vương tuôn mưa pháp, niệm xứ nước ao chảy chậm xuống, oai đức trì giới như mặt trời, dùng sức ta muội trừ mê tối, ánh sáng tuệ dứt phiền não ái, mặt trời đại thánh chiếu thế gian, đầy đủ niệm xứ báu ma ni, thuyền bè giới định đến biển ngạn, giác chi gươm báu thiền tràn đầy, lại cầu vô trụ vào biển Phật, rễ giới thanh tịnh chắc khó động, tam muội lá cây cành niệm xứ, thất giác hoa không thân cây đứng, vô ngã kiên cố thành cây Phật, để trong rừng giới người đại lực, tam muội điều phục nương núi đức, ba môn giải thoát làm cảnh giới, Phật thập trí lực là vương tử, chánh kiến vô trước đấng Thế Tôn, hàng phục cường địch đại pháp vương,
không bỏ tất cả các ngoại đạo, con trai đại vương rống vô ý. Tình giới đức tạng diệu trang nghiêm, thiền định tịch diệt y phục báu, thế thôn đủ trí cảnh giải thoát, bố thí tài vật như trưởng giả, xa lìa các ác tạo điều lành, gốc thiện tuệ diệt các phiền não, trí tuệ thí pháp cho trời người. Con trai đại vương đấng chói sáng, mây giới trời tuệ làm sấm chớp, tám sợi tơ mưa hay thấm nhuận, thế tôn giúp ích mầm mã tốt, vương tự giáng như mưa rồng lớn. Vô tình vàng nói kệ hỏi: Thánh sĩ đến đây an lạc chăng? Đến như uống ăn không thiếu thốn, thân không mỏi mệt, giường nệm chiếu như hoa bờ sông chẳng héo tàn. Tôn giả U Đà Chi nói kệ đáp: Cảnh giới thiền định đủ thần lực, thân tâm an lạc khắp đầy đủ, thế tôn tinh thần trụ tịch tỉnh, dường như sen vàng chẳng khô khan. Vua Tịnh Vàng nói kệ hỏi: Xua dùng cờ trống tự cảnh tỉnh, âm nhạc tranh sắc cùng tiêu sáo, kỹ nữ xinh đẹp đề tự vui, nay ở rừng vắng chẳng khổ ư? Tôn giả U Đà Chi nói kệ đáp: Thiền định tịch tỉnh làm cảnh giới, khéo hay tu học tam muội vui, đi đứng ngồi nằm nương pháp lành, tâm thường mừng vui không khổ não. Vô Tình Phạn nói kệ hỏi: Dương báu phô giá thường nằm an, lúc ngủ gái đẹp luôn hầu cạnh, giáp vòng trần thiết nhiều đèn sáng, vậy sao nằm tối chẳng buồn bực? Tôn giả U Đà Chi nói kệ đáp: Lúc ngủ Thế Tôn nằm giường thánh, nệm êm là từ gối mềm bi, Phật an trụ tâm hỷ thường vui, bỏ ba cõi khổ chẳng buồn bực. Vô Tình Phạn nói kệ hỏi: Hàng thích chủng mạnh thường vây quanh, học rộng thông thái dùng làm bạn, lớn khôn trong cung điện nguy nga, vậy sao ngày nay thích rừng vắng? Tôn giả U Đà Chi nói kệ đáp: Như pháp sinh con luôn kề cận, đồng tu chỉ định ở tại bên, lòng ưa rừng vắng tu thiền định, đạo sư vô ý thích núi rừng. Vô Tình Vàng nói kệ hỏi: Đồng tử ngày xưa lúc ở cung, dùng ao tắm trời để tắm gội, cũng dùng dầu thơm thoa thân mình, nay ở trong rừng ai tắm cho? Tôn giả U Đà Chi nói kệ đáp: Nước ao các pháp bờ giới lành, Thế Tôn tự tắm và tắm người, mình cùng các con nổi chẳng ước, tự độ đã xong độ quần sinh. Vô Tình Phạn nói kệ hỏi: Ngày xưa hương thơm thường ướp thân, chỉ vàng châu ngọc để trang nghiêm, thường mặc thiên tử y phục báu, nay ở trong rừng trang sức gì? Tôn giả U Đà Chi nói kệ đáp: Trang hoa công đức ướp giới hương, an lạc thiền định y tàm quý, trí tuệ giải thoát tự trang nghiêm, ánh sáng oai đức chiếu khắp rừng. Vô Tình Phạn nói kệ hỏi: Xưa dùng dao gươm cung tên mâu, dũng sĩ cầm mang luôn phòng vệ, cũng dùng lõng báu thường che trên, nay ở trường vắng ai hộ vệ? Tôn giả U Đà Chi nói kệ đáp: Từ bi nhẫn nhục tự phòng vệ, đệ tử thanh văn quyến thuộc mạnh, dùng công đức lành quyết không sợ, mười lực dùng hùng mạnh bốn vô ý. Vô Tình Phạn nói kệ khen: Lành thay khéo nói đức con tôi, lâu tu pháp lành chẳng thoái chuyển, ngài lấy bát xong mang bát về, tôi cũng đi đến chỗ Thế Tôn. Tôn giả U Đà Chi lại thưa vua: Tâu đại vương, Đức Bà Già Bà là thầy đại chúng hay điều phục chúng sinh, là đại tiên nhân hay khéo an trụ, trong chúng sa môn là vua sa môn, ánh sáng chiếu khắp như trăng đêm rằm muôn sao vây quanh, ánh trăng rất sáng chiếu khắp nơi. Đức Thế Tôn cũng vậy, ở trong chúng sa môn ánh sáng chiếu khắp, như trăng mùa thu ở trong hư không chẳng có mây che. Đức Bà Già Bà cũng vậy, ở trong đại chúng ánh sáng chiếu khắp, như Thiên Đế Thích là vua chư thiên, ở thiện pháp đường, ở trong hàng chư thiên ánh sáng rực rỡ. Đức Già Bà, Bà Già Bà, ở trong đại chúng ánh sáng rực rỡ cũng như vậy. Như Thiên Vương Giả Ma, Thiên Vương Đâu Xuất Đà, Thiên Vương Hóa Lạc, Thiên Vương Tha Hóa Tự Tại, ở trong chúng chư thiên ánh sáng rực rỡ oai đức độc tôn. Đấng Bà Già Bà ở trong đại chúng
oai đức độc tôn cũng vậy. Như đại phạm thiên vương, Chúa thế giới Ta Bà trăm ức chúng phạm thiên phơi quanh ánh sáng rực rỡ oai đức rộng, oai đức độc tôn. Đấng Bà Già Bà ở trong chúng sa môn oai đức hiện hết độc tôn cũng vậy. Nghe nói đạo đức của Đấng Bà Già Bà xong, vô tịnh phạn tự nghĩ, sa môn này là đệ tử thanh văn của Đức Phật, mà còn có đại thần thông, đại oai đức như vậy, huống là Đức Như Lai. Vua lại nhớ lúc Thái tử vừa sinh thì cả đại địa chấn động sáu cách, 18 tướng như động, động khắp, động đều khắp, vọt lên khắp, vọt lên đều khắp, khởi lên khắp, khởi lên đều khắp, vang động khắp, vang động đều khắp, gầm rống khắp, gầm rống đều khắp, khua đập khắp, khua đập đều khắp, phong ánh sáng lớn, không ai đỡ dìu, mà tự đi bảy bước, trên không có hai đường, nước chảy xuống tắm gội thân thể, tự nhiên có thánh tọa bằng chân kim, trong hư không giáo hóa thành lộng trời, chư thiên lễ bái, từ đó đến ngày chưa xuất gia không bị năm dục mê hoặc, phàm có làm điều gì thì quyết định chẳng bỏ dở, nói gì thì làm được nấy, trong tất cả thời gian kiên cố đại lực, chẳng nói dối, chẳng trái tính hành, vốn có lời rằng tôi thành vô thượng bồ đề, tự độ mình, tôi sẽ độ phụ vương. Vô tịnh phạn nhớ Phật lúc còn là Thái tử Bồ Tát đã có bản thệ nguyện, nên vua nói cả rằng, nếu có người sơ sinh, trí sáng nói chẳng luống, lời cùng việc chẳng khác, người trí ai chẳng tin. Nếu người lúc sơ sinh, dối đối cha nói thành Phật, quyết làm bậc Thế Tôn, người trí ai chẳng tin. Nếu có người chẳng tiếc, khối báu bằng núi tuyết, rời lìa những tham lẫn, người trí ai chẳng tin. Nếu người trong giấc mộng, chẳng nói lời hư vọng, như lời mà tu hành, người trí ai chẳng tin. Lời nói như gươm dao, chẳng não cũng khiến giận. Người rời sự giận hờn, người trí ai chẳng tin. Không có ai khi được, tham sân cũng chẳng nhiễm. Vua đầy đủ trí tuệ, người trí ai chẳng tin. Tất cả năm dục lạc, và cùng những sang giàu, đều không cột trói được, người trí ai chẳng tin. Các thứ sự hy hữu và cùng những vật tốt không làm động lòng được, người trí hai chẳng tin. Dùng những lời ngon ngọt, thông minh lời nói khéo, không làm mê hoặc được, người trí hai chẳng tin. Dùng những lời thuận nghĩa, những câu muốn quyết định cũng chẳng buộc ràng được, người trí hai chẳng tin. Quân lực bố trí mạnh, cùng nhiều cách canh phòng, vẫn vượt khỏi hoàn thành, người trí ai chẳng tin. Rời bỏ năm dục lạc để cầu hạnh cam lộ, hy vọng được bồ đề, người trí ai chẳng tin. Sáu năm tu khổ hạnh, dù mạnh không ai bằng, cầu được thẳng bồ đề, người trí ai chẳng tin. Sáu năm ăn thô ít, cầu được thẳng bồ đề, lợi ích các thế gian, người trí ai chẳng tin. Sáu năm bị ma nhiễu, nối nhau tìm lỗi dở, vẫn chẳng gặp được dịp, người trí ai chẳng tin. Rời xa lỗi năm dục, chẳng cầu vật người khác, thường lợi ích thế gian, người trí ai chẳng tin. Chẳng nghe pháp nơi người, tự nhiên thành bồ đề, tịch định khó biết được, người trí ai chẳng tin. Phàm vương đến khuyến thỉnh, còn cầu Phật Thế Tôn, như thỉnh mà diễn thuyết, người trí ai chẳng tin. Vì thương xót nhớ tôi, đến vườn đi, nên đến vườn đi câu, vì độ các thích chủng, người trí ai chẳng tin. Như Lai tự độ rồi, độ tôi khỏi biển khổ, ghi nhớ thệ nguyện xưa, người trí ai chẳng tin. Nay là lúc được lợi, biết Phật nhất thiết trí, vì thương xót đến tôi, người trí ai chẳng tin. Nay tôi sẽ đến đó, thấy thân đấng đạo sư, lúc nghĩ suy như vậy, biết mình là nhân vương. Vô tình phạn suy nghĩ xong nói với Tôn Giả U Đà Di, thưa Đại Đức, ngài đến đây có cần thứ gì? Tôn Giả U Đà Di nói kệ đáp, vốn vì lợi ích cho Đại Vương, tôi dùng thần thông bay đến đây. Nếu nơi mười lực một niệm tính, nam nữ đều được đến đường lành, mười lực công đức không ngàn mé, Thế Tôn vì thích chủng mà đến. Sự đáng mừng vui nay mới tới, nhân Chúa phải nên phát lòng tin, Đại Vương danh tiếng quyết thêm lớn,
đầy khắp cõi tam thiên đại thiên. Quan vua đã là kho của vua, đầy đủ 10 lực tâm từ bi. Du hành 10 phương tâm không ngại, như sen ở nước chẳng dính nước. Tự độ 4 dòng các cõi rồi, cũng độ trời người 4 sông dữ. An trí trên bờ đất vô ý, đại vương phải nên tên đạo sư. Nhổ khỏi 4 dòng 3 tên độc, cũng làm quần sinh thắng y sư. Trong chúng y sư tôn thượng nhất, đại vương phải nên kính tên sâu, cũng may hàng phục các quân ma, ma vương quyến thuộc bề đảng ác, chứng được tịch diệt đại bồ đề. Đại vương phải nên kính tên sâu. Nhân vương, thiên vương đều khuyến thỉnh, vì độ chúng sinh nói diệu pháp, diễn bày vô thượng thuốc cam lộ, là đấng pháp vương phải nên tin, che lấp tất cả chúng ngoại đạo, chuyển diệu pháp luân phá cân lượng, hóa độ vô lượng ức chúng sinh. Nhân vương đại hùng phải nên tin, vô minh phủ đầy trong hắc ám, mắt mình trong sáng, sáng mắt người, thuyết pháp trừ được những mù loà. Nhân vương đại hùng phải nên tin, già bệnh chết khổ bức bách người, nói pháp trừ được già bệnh chết, khiến chúng thế gian lên đường lành. Nhân vương đại hùng phải nên tin, ba lửa đốt cháy chúng thế gian như đất cháy hồng dùng nước tắt, nói tám thánh đạo Phật vì người. Nhân vương đại hùng phải nên tin, dứt hết ba uế trừ ác các ác, hay rời thế gian ba cấu trượt, du hành 10 phương rất kỳ diệu. Nhân vương dũng mãnh phải nên tin, như cha yêu con thương thế gian, thập lực đại từ tâm nhân cấp, phát khởi đại bi độ chúng sinh. Nhân vương dũng mãnh phải nên tin, khó điều Đức Thế Tôn đều được, người đáng được độ nay đều độ, hay dứt các mạnh lửa phiền não. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, chúng sinh đọa trong biển ba cõi, Phật như thuyền tàu hay tế độ, thập lực đại bi cứu thế gian. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, thân đoan chánh vô lượng công đức, đại bi siêu hành hóa thế gian, khiến tâm được lâu được thanh tịnh. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, như ngọc mani láng nước trong, để trong đời làm sạch chúng sinh, trừ dứt bầy mê đu loạn trược. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, như cho mani tánh thanh tịnh, hay khiến người trí lòng vui đẹp, Thế Tôn rời ác tâm sáng sạch. Khi những người trí hâm mộ thích nơi Đức Thế Tôn khởi tính tâm, hay khiến trời người lìa gánh khổ, bảo báo sinh tử được tịch diệt, đại vương dũng mãnh phải nên tin, trong khối công đức nói ít phần. Như giữa không gian một dấu chim, bờ Phật công đức tôi chẳng biết, đại vương phải nên kính tin sâu. Vô tình vạn nghe tôn giả Ô Lợi Di khéo nói công đức, tu lúc Đức Phật còn làm Bồ Tát, vua liền tự nhớ bản thể của Như Lai. Tôi được độ rồi, sẽ độ phụ vương. Vì nhớ như vậy nên vua rất kính tin và nói với tôn giả Ô Đại Di: Này tỳ kheo, nay ngài chính là con của con trai tôi. Ngài nên ăn rồi mau về chỗ Đức Phật, đem cơm dâng lên. Nay tôi cũng phải đến ra mắt Đức Thế Tôn. Tôn giả Ô Đại Di hơi biết lòng vua đã kính tin, ăn cơm xong, tôn giả đem cơm và thức ăn về dâng lên Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ưu Đại Di giáo hóa vua tịnh phạn được chánh tính, hôm nay chư thiên và người đời được lợi ích rất lớn. Đức Thế Tôn khen ngợi tôn giả Ưu Đại Di: Lành thay, lành thay, nay ông được phước đức lớn vì đã làm cho tịnh phạn vương kính tin vậy. Đức Thế Tôn lại bảo chúng tỳ kheo: Ưu Đại Di giáo hóa vua tịnh phạn được công đức, nếu là có sắc thì hằng xa thế giới 10 phương chẳng dung thọ được, vì khối công đức ấy rộng lớn vô lượng vậy. Kinh Đại Bảo Tích quyển 62, Hán dịch đời Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Gia Xá. Pháp hội 16. Bồ Tát Thấy Phật phần 2, phẩm 2, vua tịnh phạn đến gặp Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng cơm, rửa tay, rửa bát xong, hiện tướng đoan nghiêm, tức thời Tỳ Sa Môn Thiên Vương cùng vô lượng Na Do Tha trăm ngàn ức chúng dạ xoa vây quanh, như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay. Trên hư không từ thiên cung hiện ra trước Phật, lễ chân Phật rồi đứng qua hướng Bắc. Chúng dạ xoa trước sau vây quanh, chắp tay cung kính Phật và chúng tăng. Đời đầu lại ra thiên vương,
Cùng với lượng 100.000 ức na do tha, chúng càng tắc bà vây quanh. Còn trên hư không từ thiên cung hiện ra trước Phật lễ chân Phật rồi đứng qua hướng đông. Chúng càng tắc bà trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và chúng tăng. Tỳ lâu lạc xoa thiên vương, cùng với lượng 100.000 ức na do tha, chúng cứ bàn trà vây quanh. Trên hư không từ thiên cung hiện ra trước Phật lễ chân Phật rồi đứng qua phương nam. Chúng cứ bàn trà trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và tăng. Tỳ lâu bát xoa thiên vương cùng với lượng 100.000 ức na do tha các loài rồng vây quanh. Trên hư không từ thiên cung hiện ra trước Phật lễ chân Phật rồi đứng qua phương tây. Các loài rồng trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và chúng tỳ kheo tăng. Thiên đế Thích Đề Hoằng Nhân cùng với lượng 100.000 ức na do tha chư thiên vây quanh từ cung trời Đao Lợi hiện ra trước Phật lễ chân Phật rồi đứng trên hư không chắp tay cung kính Như Lai và tỳ kheo tăng. Thiên vương Dạ Ma, thiên vương Đâu Xuất Đà, thiên vương Hóa Lạc, thiên vương Tham Hóa Tự Tại, thiên vương Đại Phạm, thiên vương Quan Âm, thiên vương Biến Tịnh, thiên vương Quảng Quả, thiên vương Tịnh Cư đều cùng với lượng 100.000 ức na do tha chư thiên vây quanh từ thiên cung hiện ra trước Phật lễ chân Phật rồi đứng trên hư không chắp tay cung kính Như Lai và tỳ kheo tăng. Atula vương Tỳ Ma Chất Đa cùng 60 na do tha quyến thuộc vây quanh. Như thời gian tráng sĩ có duỗi cánh tay từ cung điện mình hiện ra trước Phật. Đảnh lễ chân Phật, hiện tướng cung kính đứng qua một phía. Kim Xí Điệu vương cùng 86.000 chúng Akatola Kalola quyến thuộc vây quanh từ cung điện mình hiện ra trước Phật. Đảnh lễ chân Phật, hiện tướng cung kính đứng qua một phía. Là có 8 ức các nhạc ngoại đạo từ bốn phương đến mà nói kệ rằng: trong hư không thanh tịnh, vầng trăng tròn đêm rằm, vượt hơn các vì sao, ánh sáng riêng chói rỡ. Phật như trăng tròn sáng, diệt tối trừ ba cấu, hay siêu các ngoại đạo như trăng giữa hư không. Mặt trời ngàn ánh sáng, tiêu trừ các tối tâm, vượt hơn ánh trăng sáng, làm nở ao hoa sen. Phật quang hơn mặt trời, chiếu khắp cõi đại thiên, Như Lai hay nở bày, rừng hoa sen thanh văn. Thiên Chúa Kiều Thi Ca, ngồi tại điện thiện pháp, vượt hơn chúng chư thiên, chay kim cang sáng rực, mười lực núi công đức, pháp phương lưỡng túc tôn, vượt hơn các ngoại đạo, dường như thiên đế thích. Thiên vương Tu Giả Ma, được chư thiên cúng dường ở trong hàng thiên chúng, chói sáng ngồi bảo tòa, mười lực oai vô biên, vượt hơn các ác đạo, đức vô úy quang minh, nói rõ 8 thánh đạo. Chư thiên vương Đâu Xuất, chúng chư thiên vây quanh, vượt hơn các thiên chúng, đức lành mà chói sáng. Điều ngự thầy trời người, được 8 bộ cúng dường, vượt hơn các thế gian, vô ý nói pháp rõ. Như thiên vương Hóa Lạc, ở tại trong thiên cung, vượt hơn chúng chư thiên, công đức riêng sáng rõ. Phật hơn các thế gian, rời trượt thoát ba cõi, hay điều vua chưa điều, đủ 10 lực sáng chói. Như thiên vương Tự Tại, ở tại trong thiên cung, vượt hơn các thiên chúng, đức lành mà rực rỡ. Phật quang minh như vậy, đầy đủ 10 lực lành, vượt hơn chúng trời người, do công đức lành trước. Như thiên vương Đại Phạm, vượt hơn các phạm chúng, sáng rực lời ngọt hay, hiển bày đường 8 chánh. Như Lai hơn phạm vương, vua trong chúng sa môn, ánh sáng soi ba cõi, chuyển pháp luân 4 đế. Chúng tri kiến họp xong, trời đồng người nghe pháp, vua tối thắng trời người, tia nói đường 8 chánh, hư không đo lường được, biển lấy mình đông hết, nếu tu di cân được, Phật đức khó biết được. Bây giờ vô tình vạn nói với hàng tích chủng: này các ngươi, như mặt trời sắp mọc trước tiên hiện tướng sáng đẹp, những lúc sao mai mọc thì biết chẳng lâu sau mặt trời sẽ mọc cũng vậy. Kalu Đà Di ở nơi Đức Phật Như Lai nhất thiết chủng trí mà trước hiện tướng lành, thì khéo ái nói công đức của Như Lai, tức là tướng nhất thiết trí. Các ông nên mau sắp đặt xe tốt, ta sẽ đến chỗ Phật ngự. Các thích chủng tâu: lành thay đại vương, nay đã phải lúc, những thứ cần dùng nay đã lo xong. Vua lại truyền cho các quan từ thành Katila đến rừng Ni Câu Đà phải sửa sang đường xá, dùng các mệnh tốt trải đất, rải các thứ hoa, trao những lụa màu, rồi âm nhạc và các thứ ca vũ. Vua ngồi xe tốt ra khỏi thành Katila, thẳng đến vườn Ni Câu Đà.
Sau xe vua có 8 vạn bạch tượng, cùng những châu báu xen lẫn trang nghiêm. Trên mỗi tượng đều trang hoàng tòa 7 báu, rất là hiếm có. Sau đoàn voi có 8 vạn ngựa quý, trên mỗi ngựa quý đều có tràng vàng. Ngựa và tràng đều trang nghiêm với 7 báu xinh đẹp đệ nhất. Trong thành có vô lượng người, chim, sức, xe cộ, như ngựa xanh, xe xanh, lộng xanh, cầm thanh đao, y phục, yên cương, tất cả đều xanh, đều cầm tràng xanh. Sau mỗi xe có 100 người y phục xanh đi theo, vàng, đỏ và trắng. 3 đội người, ngựa, 3 màu kia cũng như vậy. Lại có hàng thích chủng, đều riêng nghiêm sức cái thứ xe đẹp, xanh, vàng, đỏ, trắng, trang nghiêm nhiều màu. Xe ngựa nhiều màu, nghiêm sức nhiều màu, mỗi xe ngựa đều cởi 100 người trang nghiêm nhiều màu. Đức Thế Tôn xa trông thấy vua Tịnh Phạn đến liền bảo chúng tỳ kheo: các ông muốn thấy chúng trời đau lợi đi dạo chơi thì nên xem thích chủng xuất thành Ca Tỳ La. Vì sao? Vì thích chủng du hành cùng chư thiên không khác. Đức Thế Tôn nói kể rằng trong thành Ca Tỳ La vệ kia, Tịnh Phạn đại vương và quyến thuộc tối thắng chân vương hôm nay đến lắng nghe Phật sẽ nói. Voi ngựa xe cộ hơn 100 ngàn, nhiều thứ trang nghiêm rất đẹp lạ từ các tỳ la mà dẫn ra, nhân vương bảo tạng và các xe ngựa xanh, xe xanh, trang nghiêm xanh, y phục người theo đều màu xanh, giày mang, đao đeo, thảy đều xanh, roi xanh, cương xanh, màn lưới xanh, người áo xanh, cầm phan lọng xanh, người ngựa đều xanh rất đẹp lạ, ngựa vàng, xe vàng, nghiêm sức vàng, người theo y phục đều màu vàng, giày mang, đeo đeo, đao đeo cũng đều vàng, roi vàng, cương vàng, màn lưới vàng, người áo vàng, cầm phan lọng vàng, người ngựa đều vàng rất đẹp lạ, ngựa đỏ, xe đỏ, nghiêm sức đỏ, người theo y phục đều màu đỏ, giày mang, đao đeo cũng đều đỏ, roi đỏ, cương đỏ, màn lưới đỏ, người áo đỏ, cầm phan lọng đỏ, người ngựa đều đỏ rất đẹp lạ, ngựa trắng, xe trắng, trang nghiêm trắng, người theo y phục đều màu trắng, giày mang, đao đeo cũng đều trắng, roi trắng, cương trắng, màn lưỡi trắng, người áo trắng, cầm phan lọng trắng, người ngựa đều trắng rất đẹp lạ, xe ngựa 4 màu, trang nghiêm 4, người theo y phục đều 4 màu, giày mang, đao đeo cũng 4 màu, roi cương, màn lưới 4 màu đủ, người và phan lọng đều 4 màu, người ngựa 4 màu rất đẹp lạ. Sau các xe kia trang nghiêm voi, số voi ấy đủ 80 ngàn, yên vàng, nệm vàng, trang nghiêm vàng, lưng voi đều có điện 7 báu, các thứ trang nghiêm, ngựa rồng quý. Số ngựa cũng đủ 80 ngàn, 7 báu trang nghiêm rất đẹp lạ. Người phục sức đẹp theo sau xe, dùng những hoa đẹp rải đường ngự, dùng 5 thứ hương làm thơm đất, trang những bình hương và lụa màu. Tráng sĩ diễn trò đoàn ca vũ, nhiều thứ trang nghiêm khắp cả đường, hoa tấu âm nhạc theo sau vua. Vua Tịnh Phạn và đoàn tùy tùng đến vườn Ni Câu Đà, xuống xe đi bộ vào. Đức Thế Tôn biết vua Tịnh Phạn từ lâu có lòng oán giận vì độ vua cha, để Đức Phật bước lên hư không cao quá đầu người, tự tại đi ra. Lúc Đức Phật đi, bên phải có Đại Phạm Thiên Vương, bên trái có Thiên Đế Thích, Thiên Vương Dạ Ma, Thiên Vương Đâu Xuất, Thiên Vương Hóa Lạc, Thiên Vương Tha Hóa Tự Tại, đều cầm các thứ lộng trời cúng dường Như Lai. Bây giờ Thiên Vương Tỳ Sa Môn và Thiên Vương đã đầu lại ra. Ở phía đông Như Lai quỳ gối chắp tay hiện tướng cung kính. Tỳ Lâu Lạc Xoa Thiên Vương và Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Vương ở phía tây Như Lai quỳ gối chắp tay hiện tướng cung kính. Chúng chư thiên các cõi trời tứ thiên vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại ở giữa hư không, mưa hoa trời U Bát La, hoa mạng Đà La và hương bột chiên đàn, tố các âm nhạc và ca vũ, lại mưa nước thơm, từ trước tới nay chưa từng thấy sự cúng dường Như Lai như vậy. Đức Như Lai lại hiện thần thông, do sức thần của Phật làm cho mọi người đều thấy rõ tướng dạng chư thiên. Vua Tịnh Phạn thấy chư thiên tử cúng dường Như Lai, vua sinh lòng hy hữu, lại thấy lâu đài 7 báu nghiêm sức đầy cả hư không. Vua nói, Đức Như Lai ngày xưa lúc còn là đồng tử, chẳng sinh lòng cố luyến nơi ngồi chuyện Luân Thánh Vương cai trị 4 thiên hạ.
Này Đức Như Lai ở trong tam thiên đại thiên thế giới, làm đại pháp vương thống lãnh cả trời người phú quý tự tại. Này Đức Thế Tôn làm chánh pháp vương, có vô số trời và người thị vệ. Nay tôi tại đây làm người đứng quanh. Vua tuệnh phạn để hở vai áo bên phải của phải chấm đất, đoan mặt lễ chân Phật, chắp tay bạch Phật. Thế Tôn lúc sơ sinh, không người phò trì mà tự đi bảy bước nhìn ngó mười phương rồi mới nói lời này. Ta ở thế gian tối tôn tối thắng, sẽ được độ thoát bờ già bệnh chết. Lúc đó tôi cúi đầu lạy chân Thế Tôn. Thời gian sau Thế Tôn đến thôn ruộng, ngồi trong bóng mát dưới cây diêm phù. Mặt trời dù đã xế về tây mà bóng cây vẫn ở nguyên chỗ. Còn có chư thiên đồng sáu cõi trời ở trước Thế Tôn chắp tay làm lễ. Lúc đó tôi cúi đầu lễ chân Đức Thế Tôn. Hôm nay lần thứ ba, tôi lại cũng đầu mặt lễ chân Đức Thế Tôn. Vua tịnh phạn nói kể rằng, lưỡng túc Thế Tôn lúc sơ sinh, không người phò trì đi bảy bước. Tự nói ta thối thắng trong đời, lúc ấy tôi lạy bậc trí sáng. Thế Tôn xuất thành đến thôn ruộng, bóng cây diêm phù che chẳng dời, sáu thiên đồng tử dân cúng dường. Lúc ấy tôi lại đấng cứng cúng. Lúc ấy tôi lại đấng ứng cúng. Nay lần thứ ba tôi cúi lại cung kính đấng thương xót thế gian, đáng được trời người dân cúng dường, đời không ai hơn được Đức Phật. Thế Tôn trước hiệu Tất Đạt Đa, tên ấy cha mẹ lấy làm mừng, mới biết Như Lai danh hiệu thật, được nguyện đầy đủ được cam lộ. Bây giờ chư thiên cõi dục bị Đức Như Lai mà trải tòa sư tử, dùng thiên y vi diệu lót trên tòa và trải khắp vườn Ni Cô Đà, lại dùng thiên y kiếp ba thọ che dân bên trên không. Đức Thế Tôn từ hư không xuống ngồi trên tòa sư tử, vô tịnh phạn và quyến thuộc đồng mặt lạy chân Phật, rồi luôn ngồi một phía. Chư thiên cõi dục cõi sắc cùng đảnh lễ Đức Phật, rồi luôn ngồi một phía trên hư không. Đức Thế Tôn nói kệ: Đại vương tịnh phạn và quyến thuộc, đến chỗ Thế Tôn dân cúng dường, từ thành Ca Tỳ La về ra, đến vườn Khả Ái Ni Câu Đà, Phật cùng vô lượng chúng vây quanh, A-tu-la vương và Long vương, Cưu Bằng Trà vương, Kim Sĩ vương, Can Thác Bà vương và quyến thuộc. Đại vương dạ xoa chúng quỷ thần, Khẩn Na La vương và thiên tử, tất cả đều xin lòng vui mừng. Sáu trời dục giới đã như vậy, phạm phụ, phạm thân, phạm thiên chúng, Quan Âm biến tịnh và quyến thuộc, cho đến quảng quả tịnh cư thiên, Sa Môn đại chúng Bà La Môn, Tăng Khư Vệ Thế Ni Kiền Tử, cùng các ngoại đạo tất cả phái, thuật sĩ tu hành các thứ lạ, đại chúng bốn phương đều đến họp. Như Lai tự hiện đại thần thông, khiến vua tịnh phạn và tích chủng đều được tính tâm lòng mừng vui. Như Lai khắp vì tất cả chúng, dùng lời ví diệu câu nghĩa hay. Như Lai ý tại vua tịnh phạn, hiện hóa các thứ thần thông lực, vua vốn chẳng cho Phật xuất gia. Tướng sư ngày trước đoán đồng tử, tại gia tất làm chuyển luân vương, vô lượng nhân chúng đồng phục thị, đầy đủ thánh vương, bảy thứ báu, cũng lại có đủ bốn thần thông, như pháp trị chính, quản đất nước, kim luân gồm trị bốn thiên hạ. Bấy giờ Bồ Tát nói lời này: Ta xưa vô lượng do ta kiếp, tất cả thời gian thường nói thật. Vua cha lắng nghe lời ta nói, vua cha từ xưa đối với ta, từ đầu thật không lòng tinh kính. Bốn đêm luân vương bảo ta làm, đem bốn thiên hạ sách luyến tiếc. Ví như thuở xưa có rùa thần, theo biển thủy triều lên đất liền. Khi thủy triều ấy rút về biển, rùa thần xa vào trong giếng sâu. Trong giếng ba ba hỏi rùa biển, người từ nơi nào nay đến đây? Rùa biển trí rộng nói ba ba, tôi theo thủy triều xa xuống giếng. Lúc thủy triều kia rút về biển, tôi đi chậm chạp theo chẳng kịp. Vì vậy nay tôi mất thời tiết, xa vào giếng nhỏ cùng anh. Ba ba lại hỏi rùa biển rằng, nước biển có nhiều hơn nước giếng, há lại rộng lớn hơn đây chăng? Là lớn hay nhỏ xin nói mau. Rùa biển trí rộng bảo ba ba, anh ngu ở chỗ người đào bới. Tôi ở trong nước biển cả kia, đã trải quá lâu nhiều năm tháng,
còn chẳng biết được trong lòng biển. Huống là thấu rõ bờ biển ấy, ngày xưa phụ vương đều chẳng biết sức đại thần thông oai đức ta, muốn đem luân vương bốn thiên hạ, hà quý trong đời quyến rũ ta. Nay ta hiện làm pháp luân vương, thống lãnh tam thiên đại thiên giới, như pháp chính trị lìa vũ khí, được tán bộ chúng đồng cúng dường. Nay ta xưng tụng lời ngày xưa, nên đến ứng hiện đại chúng này, dùng sức thần thông tu tâm mình, dùng niệm từ bi triệu tập chúng. Tất cả các cõi đều họp đông, cùng muốn phụ vương được tịnh tính. Phẩm ba Atula vương được thọ ký. Bấy giờ Đức Thế Tôn hiện điềm tướng, do điềm tướng ấy nên Atula vương Tỳ Ma Chất Đa tự nghĩ, nay ta nên cúng dường Phật trước nhất. Atula vương Tỳ Ma Chất Đa cùng 60 na cha tha đồ chúng, phụ nữ quyến thuộc cùng 60 na cha tha, đồng đem cho báu vôi giá và các vật quý trong biển dân cúng Đức Phật. Atula vương ấy hóa làm 60 na cha tha, xe bảy báu. Các xe báu ấy lại hóa làm 60 na cha tha, ngựa đều điều thuận. Trên ngựa lại hóa lưới linh bảy báu để trang sức. Chân ngựa đeo linh xuyến bằng chân kim, bờm và đuôi ngựa đều bao kết bằng bảy báu. Dây cương cũng làm, cũng bằng chân kim, đều dùng bảy báu làm sừng. Trên xe báu đều trang nghiêm bằng bảy báu. Càng lộng cũng đều bằng bảy báu. Các lộng bảy báu ấy ở trên hư không, bay theo xe. Dây linh treo trong lộng cũng bằng bảy báu. Có lưới bảy báu giăng trùm trên lên trên lộng. Gió nhẹ thổi động xe ngựa và lộng bảy báu ấy phát ra tiếng vang vi diệu như trăm thứ nhạc. Do nhạc công giỏi, đồng hòa tấu khiến người nghe vui vẻ, tâm ý lâng lâng. Các xe ngựa bảy báu ấy ở trên không cách mặt đất 60 do tuần. Sáu xe tấu âm nhạc, trên xe đều có Atula nữ trang sức rất đẹp. Các Atula nữ ấy hoặc đứng vũ, hoặc ngồi vũ, hoặc sướng ca, hoặc thân chuyện, hoặc thân động chuyện, hoặc rác hương bột, hoặc rưới nước thơm, hoặc mưa các thứ hương, mưa các thứ hoa, mưa mạc vàng, hoặc rải hoa vàng, hoa bạc, hoa lưu ly, hoa pha lê, hoa xích trân châu, hoa mã não, hoa sa cừ, hoặc cầm bảy báu rải, hoặc rải y báu, hoặc rải vòng xuyến, hoa tai, các đồ trang sức. Tất cả đều để cúng dường Đức Thế Tôn, hoặc có Atula nữ rung động linh xuyến cho reo thành tiếng, hoặc đội vòng hoa bảy báu trang nghiêm với chân kim, hoặc đội vòng hoa chân kim trang nghiêm với bảy báu, hoặc cầm lưới chân kim, hoặc cầm phan lọng bảy báu, hoặc cầm lọng báu, hoặc cầm tràng bảy báu, đều để cúng dường Đức Thế Tôn. Lại có các Atula nữ chắp tay nói kệ tán thán: Quý mạng trường phu điều ngự sư, quý mạng đấng trường phu tối thắng, quý mạng trường phu lượng túc tôn, quý mạng trường phu không ai sánh, quý mạng đấng soi sáng thế gian, quý mạng biện trí lớn tối thượng, quý mạng rừng đầy đủ công đức, quý mạng núi tối thắng vi diệu, quý mạng bậc đầy đủ công đức, quý mạng bậc dứt sạch phiền não, quý mạng bậc thầy tu tịnh hạnh, quý mạng tịnh hạnh không đoạn tuyệt, quý mạng vô y không khiếp nhược, quý mạng không lười không tán diệu, quý mạng quyết định phát tinh tấn, quý mạng đấng quyết định đầy đủ. Atula vương lại hóa làm 60 na do tha, màn trướng bảy báu vi diệu rất lạ, nhiều màu trang nghiêm. Dưới mỗi màn trướng bảy báu bay lững lờ ấy lại hóa 60 na do tha đại địa bằng bảy báu. Trên đại địa ấy đều hóa 60 na do tha tường thành bảy báu. Trong mỗi tường thành hóa 60 na do tha lâu đài cung điện bảy báu. Mỗi điện đường có 60 na do tha cửa lớn, cửa sổ bảy báu xen lẫn trang nghiêm. Cung điện bằng vàng thì cửa bằng bạc, cánh cửa chạm trổ bằng các loại báu, then cửa đều bằng tỳ lưu ly báu, chốt cửa bằng sa cừ, lại dùng sa cừ làm trụ, đầu cột bằng xích trân châu, đất bằng mã não, điện bằng bạc thì có cánh cửa bằng vàng, tỳ lưu ly làm then, nệm bằng sa cừ, mã não làm chốt, xích lưu ly làm cột, bạch ngọc làm đầu cột, pha lê làm đất, điện bằng tỳ lưu ly thì cánh cửa bằng pha lê, then cửa bằng vàng, chốt cửa bằng bạc, trụ bằng bạch ngọc, đầu trụ bằng mã não, đất bằng xích trân châu.
Điện bằng pha lê, thì cánh cửa bằng tỳ lưu ly, then cửa bằng mã não, chốt cửa bằng xích trân châu, trụ bằng vàng, đầu trụ bằng bạc, đất bằng bạch ngọc. Điện bằng mã não thì dùng bạch ngọc để nghiêm sức, xích trân châu làm cánh và then cửa, tỳ lưu ly làm trụ, vàng làm đầu trụ, pha lê làm đất. Điện bằng xích trân châu thì dùng mã não để trang sức, bạch ngọc làm cánh và then cửa, bạc làm chốt cửa, tỳ lưu ly làm cột, pha lê làm đầu cột, đất bằng hoàng kim. Điện bằng bạch ngọc thì dùng mã não để trang sức, cánh và then cửa bằng vàng, chốt cửa bằng tỳ lưu ly, cột bằng bạch ngân, đầu cột bằng xích trân châu, đất bằng pha lê. Trong mỗi điện đường có 60 Nayatha tòa sứ tử, 7 báu trại y báu hoặc phu ca chiên lăng già y hoặc phu kiêu xá gia y. Hai đầu sư tử tọa để gối đỏ, trước tọa có chiếc ghế bằng 7 báu. Trên để 6 ức các loại y báu của Atula Vương như là thiên thọ y, somala y, kiêu xá gia y. Trên mỗi tòa sứ tử đều có hai Atula nữ trang sức 7 báu, đều cầm lá cây đa la bằng 7 báu làm quạt đầu hầu hai bên. Một hóa Atula tử ngồi trên ấy. Các điện đường ấy đều có 60 Nayatha tràn lọng 7 báu. Cung điện vàng thì có lọng màu xanh, chui bằng hoàng kim, pha lẫn pha lê. Cung điện bạc thì có lọng màu vàng, chui bằng xích trân châu pha lê, lẫn bạch ngân. Cung điện tỳ lưu ly thì có lọng xích trân châu, chui bằng hoàng kim, pha lẫn pha lê. Cung điện pha lê thì có lọng báu tạp sắc, chui bằng hoàng kim, pha lẫn bạch ngân. Lọng xanh thì đầu lọng vàng, lọng vàng thì đầu lọng xanh, lọng đỏ thì đầu lọng trắng thì đầu lọng đỏ, lọng tạp sắc thì đầu lọng bằng 7 báu. Các màn trướng và cung điện 7 báu ấy cứ ở trên không, bay nhiễu bên phải Đức Phật 3 vòng. Ví như long tượng Y La Bà Na cầm Tỳ Đà La Bà Thọ, Lê Gia Đa La Thọ du hành trên hư không đến cõi trời Tam Thập Tam, cúng dường chư tiên. Các màn trướng 7 báu ở trên hư không, nhiễu quanh bên phải Đức Phật. Cũng như vậy, bên trong màn trướng và trên lầu gác, điện đài có các tòa sư tử trang nghiêm, lòng báu tràn phan báu ở các cung, tuôn mưa xuống các thứ bột hương chiên đàn, ưu ba la, trầm thủy, các thứ hoa trời mạng đà la, maha mạng thù sa, maha mạng đà la, mạng thù sa, maha mạng thù sa, ca sa la bà, maha ca sa la bà, ba cha lê, maha ba cha lê, chất đà la ba cha lê, maha chất đa la ba tra lê, hoa vàng, hoa bạc, tỳ lưu ly hoa, hoa pha lê, tất cả các loại hoa báu, mưa vàng, mưa bạc, mưa thiên y thọ, các tu la vương tử trong tay đều cầm cho báu. Do thần lực của ngọc nên theo ý muốn của mình đều có thể tuôn mưa xuống. Lúc ấy, ngoài bốn cửa thành ca tỳ la đều rộng 60 do tuần. Do sức oai thần của Atula Vương phóng ánh sáng chiếu khắp 60 do tuần, chiếu lên 6 vạn do tuần chu vi đầy khắp những đồ cúng dường, các màn trướng, lẫn lờ, bấy nhiêu quanh Phật rồi dừng lại. Lúc đó trong thành Ca Tỳ La, chứa hoa trời mạng Đà La, cao 7 trượng, nước thiên hương thành bùng. Do thần lực của Phật làm cho hơi thơm ấy lan khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong đó những chúng sinh an trụ đại thừa nghe hơi thơm ấy, người mới phát bồ đề tâm cũng còn được không thoái chuyển, huống là người đã tu lâu. Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa ngồi trên xe 7 báu nhiễu quanh Phật 3 vòng, dùng một hương chiên đàn cõi trời rải lên trên Đức Phật mà nói kệ rằng: Nay con quy y Bà Già Bà, đấng ban trời người đức vô ý, quy y đấng tối thắng bất động, hy vọng vô thượng đại bồ đề. Nay con quy y Bà Già Bà, lòng mừng chẳng đọa ba đường ác. Thế nên nay con quy y Phật, mong cầu vô thượng đại bồ đề. Nay con quy y Bà Già Bà, đấng trừ sinh tử biển khổ lớn, hay dứt đồng hoang lìa phiền não, bậc thầy hay dẫn đạo chúng sinh. Nay con quy y Bà Già Bà, quy y Phật rồi chẳng cầu sinh, bị già chết bức khổ não lớn, Thế Tôn là thầy của trời người. Nói kệ tán thán Phật rồi, Atula Vương nhiễu Phật 3 vòng. Bấy giờ, anh lạc trang nghiêm trên các ngựa báu, các xe báu, các Atula nữ, các tràng phan,
lòng báu, linh lưới chuông, bảy báu bị gió thổi động vang ra tiếng vi diệu vui lòng đẹp dạ. Ví như trăm thứ kỹ nhạc khéo léo hòa tấu phát ra âm thanh vi diệu, làm vui lòng đẹp ý, thật đáng mê mẩn. Như thế anh lạc trang nghiêm trên ngựa cho đến các lưới chuông bị gió thổi động phát ra âm thanh thật vi diệu, giống như hàng trăm loại âm thanh khéo léo hòa tấu thật đáng ưa thích. Atula Vương lại nhiễu Phật ba vòng, mưa bột hương chiên đàn đến cõi trời. Bột hương Ương Bát La, bột hương Trầm Thủy, bột hương Đa Ma La, các thứ bột hương Atula từ trên không rơi xuống. Lại mưa các hoa trời Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La, Mạng Thù Sa, Maha Mạng Thù Sa, Balo Saka, Maha Balo Saka, Kakalaba, Maha Kakalaba, Bachale, Maha Bachale, Chất Đà La Bachale, Maha Chất Đà La Bachale. Là có các thứ hoa biến hóa, hoa vàng, hoa bạc, hoa lưu ly, hoa pha lê, hoa xích, trân châu, hoa sa cừ, hoa mã não từ trên không mưa xuống. Lại mưa nước thơm cõi trời, nước thơm cõi Atula, do nước thơm ấy nên thành Katila, trong hoài 60 gia tuần đều thành bùng thơm. Hơi thơm ấy lan khắp tam thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát được nghe hơi thơm ấy, được chặn thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Atula Vương diệu Phật ba vòng, do thần lực của Đức Phật nên ở trong hư không, rồi âm nhạc trời và âm nhạc Atula. Các âm nhạc ấy do thần lực Phật nên vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Người tu đại thừa nghe tiếng âm nhạc ấy được không thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Vô lượng trăm ngàn Atula nữ, hoặc ca hoặc vũ hoặc tấu nhạc, hoặc thân chuyển động, các Atula nữ lại rải các thứ bột hương cõi trời và các thứ hoa trời, hoa biến hóa, hoa bảy báu để cúng dường Đức Phật, lại rải những y phục báu và những đồ trang sức bảy báu, các thứ hương bột, các thứ trân báu, các thứ trân châu để cúng dường Phật. Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa cùng các quyến thuộc đồng thanh nói kệ rằng: tâm tôi thường như vậy gặp gỡ Phật Thế Tôn, vì quy y Như Lai, vì Lai thường cúng dường. Atula Vương Ma Ba La Đà bố thí cúng dường Phật cũng như Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe bảy báu nhiễm Phật ba vòng, rồi nói kệ rằng: con lạy đấng được đủ 10 lực, cũng lạy đấng vô úy tự tại, quyết định được những pháp bất cộng, quý mạng đạo sư các thế gian. Con lạy đấng dứt trừ kết sử, cũng lạy bậc xuất ly sinh tử. Con lạy đấng đến trụ bờ kia, đạo sư dẫn dắt chúng sinh nghèo. Con lạy trí sâu chẳng nghĩ bàn, cùng chúng hòa hợp chẳng lấy động, ở trong các loài tâm giải thoát, như hoa sen kia chẳng dính nước. Thế Tôn vốn tu các pháp không, rời lìa lựa chọn được vô tướng, nơi tất cả chỗ không nguyện cầu, con lạy như không, không chỗ nương. Atula Vương thiện tí trần thiết cúng dường khoản đại vô lượng như Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe bảy báu nhiễm Phật ba vòng là những lúa bằng vàng và nói kệ rằng: đấng đại môn đi không ai sánh, trên trời dưới trời cũng không sánh, Phật biết chúng sinh như sóng nắng, chẳng phải thật chỉ là ảo tưởng. Nơi đây không người làm người thọ, cũng không sĩ phu, không vô ngã, rời lìa tạo tác không thể tánh, tuyên nói tất cả pháp tịch định, tinh hiểu được nơi pháp Như Lai, quán tất cả pháp đều bình đẳng, người ấy sẽ được làm Phật tử, thuận lời Phật dạy như cha mẹ. Nơi con khen ngợi phước đã được, chưa có Phật trí soi biết được, con đem phước đức của con có, hồi hướng chúng sinh đều làm Phật. Atula Vương Bạc Trì Tỳ Lư Giá Na trang hoàng cúng dường như Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe bảy báu nhiễu Phật ba vòng, dùng hoa chất Đa La Ba Tra Lê đặt cúng dường Phật, rồi nói kệ tán thán: đại tiên Như Lai thân thần diệu, Phật hơn tất cả các trời người, đã như tu di so hạt cải, là giống biển lớn sánh dấu chân, sánh dấu trâu. Dung nhan Như Lai rất đoan chánh, nhiều tướng trang nghiêm tối đệ nhất, vượt hơn tất cả các màu sắc, như mặt trời mọc lộ lắm lưu. Thế Tôn khối vô lượng oai đức, vượt hơn tất cả người oai đức, khiến các oai đức chẳng hiện được, như mặt trời mọc đốm sáng mờ. Đại Thánh Thế Tôn biển trí tuệ, vượt hơn trùm khắp cả ba cõi, che các ngoại đạo khiến chẳng hiện, như mặt trời sáng quốc ánh trăng.
Atula Vương, diện bà lợi trang hoàng cúng dường như Atula Vương thì Ma Chất Đa, ngồi xe bảy báu nhiễu Phật ba vòng, dùng hoa Maha Bhatale ra cúng Phật rồi nói kệ tán thán. Bậc trí tuệ Tích Samatha, trừ được ba độc tham sân si, dẫn dắt chúng sinh thoát thế gian, như mưa rào, tắt lửa, lắng bụi. Thế Tôn hừng hực mắt chánh pháp, cũng như dầu tô tưới lửa mạnh, hay dứt phiền não lưới nghi hết, cũng như lửa đốt đồng hoang lớn. Nhân dung đoan chánh rất vi diệu, các tướng trang nghiêm tối đệ nhất, vượt hơn tất cả các diệu sắc, như mặt nhật mọc đóm sáng mờ. Như Lai nắm cầm các căn lành, vô lượng ức vạn na do tai, hay trừ phiền não và nghiệp ác, như ăn cam lộ trừ thân độc, thối trừ tất cả tối vô minh, như đêm đút sáng soi hắc ám, Như Lai thì hiện mắt chánh pháp, dường như thợ ngọc rõ giá ngọc. Atula Vương lạc chiến trang hoàng cúng dường, như Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe bảy báu nhiễu Phật ba vòng, đã nhận hoa báu nói kệ tán thán. Ác tâm khó điều, Phật điều được. Như dũng sĩ mạnh hàng giặc dữ, khéo được nhu nhuyễn tâm tự tại, con lại đấng vô ý tâm điều. Điều được các căn lìa oán thù, rời úy vô úy được an ổn, Thế Tôn phiền não chẳng còn phát. Trừ dứt độc hại đều không thừa, sức Na La Diên khéo tu từ, ở trong yêu ghét lòng bình đẳng, Như Lai biết ý tưởng chúng sinh, chẳng bị sáu đường nắm giữ được, rời lìa tâm tưởng hết tham ái, phóng sáng trí tuệ phát tối tâm, ở trong các pháp lòng chẳng chấp, Thế Tôn siêu quá không ai sánh. Atula Vương thiện một trang hoàng cúng dường như Tỳ Ma Chất Đa La Atula Vương, ngồi xa bảy báu như Phật ba vòng, nhưng các hảo tạng, dâng các bảo tạng lên Phật nói kệ tán thán. Đại hùng biết từ lâu, thật tướng của các pháp đó gọi là các pháp đều riêng giả hòa hợp, thể của tất cả pháp. Các cách cầu chẳng được, nói rằng là pháp này, nói đều là giả danh. Lìa danh tự, lìa danh gọi thể tánh, các tướng cũng như vậy. Không tướng cũng không danh, đã lìa ba thứ pháp, nói rằng là giải thoát. Thiệt thì không nói được, người nói cũng không. Người hiểu cũng là không, biết các pháp như vậy, đấng Mâu Ni vô thượng, chẳng chấp nơi các pháp tu hành danh xưng lớn. Atula Vương phục tam giới trang hoàng cúng dường như Tỳ Ma Chất Đa Atula Vương, ngồi xe bảy báu nhiễu Phật ba vòng, dân trân châu anh lạc lên Phật nói kệ tán thán. Nay con khen Phật lìa oán địch, dùng nhàn đoàn chánh sức giới trí, tất cả thế gian không như Phật, dùng thân vô tỷ phục thù địch, sắc lực quang minh chiếu ba cõi, tu các nghiệp lành được đoan chánh, do sức bố thí được tướng tốt, 80 tướng đẹp đều nghiêm tịnh, sức trì tịnh giới không bị động, người trí suy luồng chẳng biết được. Phật vì Phật trì giới tâm thanh tịnh nên được thành đấng Phật Thế Tôn. Trí lực của Phật không ai sánh, vì không bố ý hơn ba cõi, như vua sư tử rống giữa rừng, vượt hơn tất cả các ngoại đạo. Atula Vương Tỳ Lư Giá Na, trang hoàng cúng dường như Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe bảy báu nhiễu Phật ba vòng, tay cầm các báu rải trên Phật mà tán thán. Đại chúng đều họp chỗ Mâu Ni, tịnh tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai, tất cả hiện tiền thế Thế Tôn, đây là tướng bất cộng của Phật. Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, mọi loài tùy tâm đều được hiểu, Phật thuyết pháp đúng cơ chúng sinh, đây là tướng bất cộng của Phật. Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, chúng sinh tùy loại đều được hiểu, xứng ý mong muốn biết rõ nghĩa, đây là tướng bất cộng của Phật. Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, hoặc có tu tế hoặc điều phục, hoặc có chứng quả được vô học, đây là tướng bất cộng của Phật. Atula Vương một chân lăng đà trang hoàng cúng dường như Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe bảy báu nhiễu Phật ba vòng, tay cầm xích trân châu rải lên Phật nói kệ tán thán. Tâm tịnh vui mừng, kính tinh Phật, rời lìa ngạo mạn không tà kiến, thuận Phật A Hàm chẳng phóng dật. Đây là bậc tu hành vô tỷ, các pháp tự tánh chẳng nắm bắt, như mộng, thành, hành dục, thể đều hư. Chỉ có chỉ theo ý tưởng chẳng thực có, Thế Tôn biết pháp cũng như vậy. Như mây mùa thu trăng trong nước, mê hoặc chúng sinh ngu vô trí, chẳng mê hoặc được người mắt sáng, tinh tấn rất ưa chánh pháp Phật.
Ngồi dịu rất dịu, chẳng sai lầm, ở trong Phật Pháp, chẳng phóng dật, phân biệt các Pháp đều như vọng. Được thế như thật diệu tam muội. Bây giờ, các Atula vương tìm Ma Chất Đa, có 60 Nayatha Atula trang hoàng cúng dường rồi, đã đều chấp tay làm lễ đứng yên. Mừng vui hớn hở, tình ý tràn đầy, vui mừng vừa lòng, tâm nguyện Bồ Đề, nối tiếp chẳng tuyệt. Đức Thế Tôn biết các Atula tính tâm cúng dường rồi, theo Pháp Vi Phật mà thể hiện tướng mỉm cười, từ diện môn của Phật phóng ra vô lượng tia sáng, màu như xanh vàng, đỏ trắng, hồng tía, pha lê, vàng, bạc và màu lẫn lộn, từ biển phóng ra rồi các tia sáng ấy. Các tia sáng màu ấy nhiễu Phật ba vòng, trở về nhập vào đảnh Phật. Tuệ mạng Mã Thắng Tỳ Kheo đứng dậy, để ở vai áo bên phải, có phải chấm đất chắp tay làm lễ, rồi nói kệ hỏi Phật rằng: Hùng mãnh Mâu Ni hiện điềm tướng, nơi thế gian không phải không nhân, Thế Tôn tối thắng xin nói cho, nhân duyên gì đại tiên hiện tướng, thương xót chúng sinh hiện điềm ứng. Thế các Tu La cúng dường lớn, muốn thọ ký cho Atula, khiến đại chúng tôi được mắt, được vui vẻ. Nay có thắng tâm, tin chẳng nghi, trong chúng đây có người phát tâm, Thế Tôn biết tính căn họ rồi. Thế nhân đạo sư hiện tướng ấy, ngày nay ai phát tâm thanh tịnh, trong đại chúng ai sinh thắng tính, Thế Tôn biết tính căn họ rồi. Hiện thoại tướng mỉm cười tối diệu, nơi đại chúng đây muốn biết rõ, đều thấy Như Lai hiện mỉm cười. Hôm nay ai lại hàng ma oán? Phật hiện mỉm cười vì người ấy, lành thay đại tiên hàng ma oán, mong dứt lòng nghi của đại chúng, nguyện Phật nói mau chớ chần chờ, cho đại chúng đây được biết rõ. Thế Tôn nói kệ đáp Tỳ Kheo Mã Thắng, lành thay nghĩa hỏi của Tỳ Kheo, Phật hiện thoại tướng lợi thế gian, Phật nói quả báo không có thừa, nơi ông nhất tâm khéo lắng nghe. Các Atula cúng dường Phật để cầu vô thượng thắng Bồ Đề, tâm ý Tu La không trụ nương, như tay tại hư không chẳng chướng. Tu La cúng dường Thế Tôn rồi, tâm ý chúng ấy đều thanh tịnh, đại trí đều bỏ đạo Tu La, với trời người từ lâu đã thích. Chúng ấy ở đời vì lai sâu, gặp gỡ hàng xa đại đạo sư, ở kiếp thiện danh được thành Phật, chư Phật ấy đồng hiệu thiện danh. Số đúng 60 Nayatha, danh chấn mười phương soi thế gian, diễn nói Pháp vô y vô trước, hay rộng độ thoát chúng trời người. Các cõi Phật ấy rất nghiêm tịnh, Phật biết thế gian rời năm trượt, nghiêm tịnh nước Phật 3.000 cõi, số độ 60 Nayatha. Nước kia chẳng có ba đường ác, do lòng vui mừng, đất ruộng sạch, Phật kia hùng mãnh trừ các nạn. Dĩ nói Pháp vô thượng đại thừa, chư Như Lai kia được thọ mạng ở đời 60 do ta kiếp, dĩ nói Pháp không nơi nương tựa, mỗi mỗi Như Lai đều cũng vậy. Sau khi Như Lai kia diệt độ, thế gian người trí đều cũng diệt, đủ số 60 do ta kiếp, chánh Pháp Phật ấy còn tại thế. Cho Như Lai ấy đều riêng độ, số chúng sinh đông như hằng xa. Chư Như Lai ấy, số vô lượng, cõi thọ chánh pháp trụ cũng vậy. Chư Như Lai kia hay thành tục, 60 do tha số chúng sinh, đều khiến an trụ trong đại thừa, thể đều nối tiếp giống tam bảo. Hôm nay thọ ký cho Tu La, đấng đại tiên độ lời, tiên nói, trời người nghe thọ ký này rồi, thân tâm hớn hở được tịnh tính. Kinh Đại Bảo Tích. Pháp hội Bồ Tát Thấy Phật. Phẩm 3 hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Đại Bảo Tích. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả để từ ba chúng sanh được trọn thành Phật đạo.